Ít ai biết ngôi nhà nơi cha Francisco Trương Bửu Diệp đã cất tiếng khóc chào đời sinh ra như thế nào. Những chuyện hiển linh của cha ở đây mà chúng ta chưa từng biết được. Ủa mà nằm mơ thấy cha. Ông có kể. Mà tài xế kể. Ông tài xế anh kể ông nói chứ. Ông nói là ở hôm hôm ông này nằm mơ thấy cha cái gì đó. Rồi ông bắt tôi chở ông từ sự thức hồi khuya là từ 2 giờ khuya đi. Nhà thờ giáo xứ Cồn Phước, cái nơi mà cha đã lần đầu tiên bước chân vào công giáo. Cấm người công giáo không theo Chúa thì mình tách đời ra khỏi cái đời sống này thì mình sẽ không còn đau khổ, sẽ không khổ đau đời đời kiếp kiếp, không còn cơ hội, bởi vì còn sống ngày nào trên gian này thì mình cố gắng sống. Đây đó Cà Mau thân chào toàn thể sự trở lại trên video mới lần này của toàn thể quý vị và các bạn gần xa cũng như những tín đồ công giáo thân mến. Em đang có mặt tại một ngôi nhà thật sự đặc biệt cổ kính. Ngôi nhà này đã tồn tại cách đây hơn 100 năm rồi, rất là xa xưa. Đó chính là nơi mà cha Trương Bửu Diệp của Thánh Đường Tất Sậy đã cất những tiếng khóc chào đời đầu tiên. Thật sự bất ngờ phải không các bạn? Bởi vì chúng ta thường hay biết rằng cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp hoàn toàn là chỉ có tại nhà thờ Tất Sậy của huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đó những gì mà chúng ta đại đa số đều biết đến. Nhưng ngôi nhà này đặc biệt hơn nữa, đó chính là không phải ai cũng biết. Cách bến phà An Hòa của thành phố Long Xuyên khoảng 20 km về hướng Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là xã Mỹ An. Trước cửa một ngôi nhà theo phong cách đơn sơ thì có biển hiệu cha Francisco Trương Bửu Diệp sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1897, thụ phong linh mục năm 1924, và cha đã tử đạo trên đất Bạc Liêu vào năm 1946. Từ bên ngoài nhìn vào thì mình thấy lộ rõ là bàn thờ cha Diệp vẫn đang nằm rõ ở bên trong. Một phong cảnh xung quanh thật sự rất là yên bình. Ở đây các bạn có thấy được là một ngôi nhà gỗ là theo phong cách cực kỳ cổ xưa. Mặc dù nó đã được trùng tu lại rất nhiều lần để giữ mãi nét xưa và đặc biệt là để chống lại những cái hao mòn theo thời gian. Điều đặc biệt khi tới đây thì mình không có thấy là một ai trông coi ở ngôi nhà này, nhưng nhìn dáng vẻ xung quanh thì có vẻ như là vẫn có người quét dọn, lau chùi thật kỹ càng và hương khói hàng ngày cho cha. Xung quanh ngôi nhà thì cảnh quê thật sự yên bình, giống như là những cảnh quê đời thường giản dị của một cuộc sống miền Tây dân dã mà thôi. Thật sự rất bình thường. Theo như những nguồn thông tin mình biết trước thì ngoài ra nơi này còn có là mộ của ông bà, tức là thân phụ và thân mẫu, nghĩa là cha, là mẹ theo cách gọi của miền Tây, là của cha Francisco Trương Bửu Diệp cũng an táng ở gần đây, nhưng cụ thể thì mình không biết chỗ nào. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để tiếp cận bàn thờ này, đó chính là bàn thờ cha Diệp, để mình chiêm bái trước. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm mộ của ông bà để kính viếng sau. Theo như cách nhìn từ ban đầu thì bàn thờ này theo phong cách là tam cấp, bằng gỗ cũng khá là lâu đời, là gỗ xưa. Có thể là bàn thờ này được gìn giữ lại kể từ khi là cha mất đến tận bây giờ. Tuy ngôi nhà là diện tích không rộng, nhưng từ bên ngoài mình nhìn vào và từ bên trong mình nhìn ra,
kiến trúc của từng cánh cửa là nhà cất theo kiểu là ba căn, giống như là những ngôi nhà của phong kiến xưa, thật sự rất là cổ kính. Và cái phong cách này đã tồn tại rất là lâu đời tại Việt Nam chúng ta. Một ngôi nhà giản dị của cha đến lạ thường. Điều đặc biệt trên bàn thờ này là có bốn người ngồi trên cha Diệp. Thì theo như cách nghĩ của một sự hiểu biết thông thường, nếu như trên bàn thờ mà ngồi trên cả cha Diệp thì chỉ có thân phụ, thân mẫu hoặc là ông bà của cha Diệp là những đấng sinh thành cao hơn cha Diệp thì mới ngồi trên cha. Từ dưới lên mình có thể thấy là cha Diệp lộ rõ ở lư hương. Còn cấp thứ hai thì có bốn người, mình không rõ là ai. Còn đây là một bức tranh thờ thứ hai của cha ở trong ngôi nhà này. Trên vai trái có để Kali Phật Nha. Như vậy đây là bức tranh được một người ở bang Kali Phật Nha, Hoa Kỳ, tức là nước Mỹ, đã kính tặng. Cái điều làm cho mình bất chợt suy nghĩ vào lúc này đó chính là không biết trong ngôi nhà này là có những di vật gì là ngày xưa là để còn giữ mãi đến tận bây giờ. Bởi vì cái thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi. Qua các bậc tầng lớp con cháu dòng họ sau này để nối tiếp, để gìn giữ, để cai quản chỗ này, thì mình nghĩ là cũng không còn là mấy những gì của xưa cũ. Đa phần là kể cả ngôi nhà này cũng đã được xây gạch lại và trùng tu lại những loại gỗ mới. Tại vì mình thấy là gỗ trên ngôi nhà này cũng đã được thay, được trùng tu lại là nhiều lần, nhưng vẫn giữ cái nét là giản dị đơn sơ lúc mà cha còn sinh thời. Để biết được điều này, mình sẽ tìm hiểu từ hàng xóm, từ ngôi nhà kề cận kế bên, để xem là có ai trông coi ở đây hay không. Vậy là sao? Bốn người trên đó toàn là cháu không? Có một người là cháu, là bà ngoại của mình đó. Bà ngoại của mình là cái khung hình màu trắng đó. Ngoại của mình. Dạ. Đó, thì bên kia. Em đó, nó mới dưới đó chị đó, đúng rồi đó. Đó. Là bà ngoại của mình đó. Rồi ở mấy dưới là ông ngoại. Còn ở mấy trên này á, thì là ông cố bà cố, ông cố bà cố nội. Tất nhiên là ba mẹ đời, của ông ngoại nhiều đời. Bình thường ở đây có nhiều người tới cúng không chị? Thì cũng có lai rai vậy đó chừng. Ý em hỏi là vào những cái dịp như lễ giỗ cha hàng năm á. Đúng. Là cúng ở đây. Cúng ở đây rồi trên nhà thờ nữa. Nhà thờ giáo xứ Cồn Phước phải không? Đúng. Cái nhà thờ dưới đó em nghe nói là xây dựng cùng thời với nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phải không ta? Đây có người nói như vậy. Vậy đó hả? Lâu đời lắm. Dưới đó cũng lâu đời lắm không? Lâu lắm. Dạ. Lâu lắm mà bây giờ cha với ẩm cha sở về thì cha xây lại rồi. Dạ. Đập phá hết, xây lại rồi. Cái đó là giống như là... Ủa là xây lại nguyên cái nhà thờ luôn? Đúng, xây lại nguyên. Vì chắc lâu lắm à. Tại vì thông thường nhà thờ em thấy là toàn lớn lớn rồi, không có cái nào nhỏ. Đúng. Nhưng mà hồi xưa thì còn nhà thờ nhà ấy đó. Nhưng mà cái thời đó là giờ cha đập bỏ rồi. Cha đập phá ra, xây lại cái nhà thờ lớn hơn. Bình thường đó là ví dụ như tới ngày cúng cha thì ở đây cúng rồi với tất sảy cúng cho mỗi nơi là mỗi tổ chức ha. Đúng rồi. Tại vì ở đây là nơi chôn nhau cất rúng cha ở đây. Thành ra là ở đây phải dọn. Là thông thường là cúng cha vào đầu năm hả chị? Không, ngày giỗ của cha đó. Ngày 12 tháng 3. 12 tháng 3. À. 12 tháng 3. Thì cũng thuộc những tháng đầu năm. À, tháng đầu năm đúng rồi. Dạ, 12 tháng 3 tay. Thì qua Tết là sắp tới. Đúng. Vậy là mình ở đây chắc mình làm lớn lắm chị nhỉ? Lớn lắm. Trên nhà thờ này. Còn Giáng sinh, Noel rồi thì ở đây cũng bình thường thôi chị. Ở đây bình thường. Chỉ có trên nhà thờ thì trang trí thôi. Đúng. À vậy thì làm trên kia chứ không phải làm ở đây. Dạ, làm trên kia. Ủa mà chị, hồi đó là cha có chức sắc gì ở trên nhà thờ Cồn Phước?
Là đi học hả? Không, cha đi học. Cha đi học trên đó? Ừ, sanh ra, cha sanh ra là ở đây. Ở đây rồi cái theo như họ đạo thì cha đi học rồi đi tu. Tu là tu ở trên Cù Lô Viên. Cù Lô Viên tất nhiên là đi qua cái cầu, lên cầu trên đây, đi qua bên kia là có cái dòng tu bên đó. Tu xong rồi mới phong chức linh mục, rồi thì cha bề trên mới đưa cha về trên Bắc Tâm Băng chứ, trên Miên. Ồ, tại sao lại liên quan tới bên Campuchia ta? Kiểu như là bây giờ là anh biết gì không, mỗi một người á là sau khi mà phong chức xong thì đức cha sẽ bổ nhiệm đi đâu thì mình đi đó. À, chỉ theo sự phân công thôi. Đúng, phân công của bề trên. Phân công của bề trên. Rồi sau này cha trở lại bên đây, cha có làm cái chức sắc gì đó ở chỗ khác trước khi về Tất Xạy không chị? Không biết, mình không rành nữa. Chỉ biết sau cái đoạn đó là về Tất Xạy thôi. Giờ khúc tréo xong rồi mới lên Tất Xạy đó. Khúc tréo là cha chết ở dưới khúc tréo. Yeah. Mà đáng lý ra nha, có nghĩa là theo cảm nhận của em thôi nha, là nếu như mà an táng cha tại quê nhà luôn nó sẽ trọn vẹn hơn. Thì không phải, tại vì giống như là hồi xưa bây giờ cũng vậy, thì cha ở đâu thì là sẽ an táng tại nhà thờ đó. Đúng rồi. À, nghĩa là người bây giờ đi theo Công giáo vẫn vậy. Đúng rồi. Yeah. Có nghĩa là bây giờ là giống như là nó có một họ đạo, ví dụ như một cái tỉnh vậy đó. Rồi. Một cái tỉnh vậy là có một cái chỗ để cho các cha tu. Rồi. Ủa, cho các cha về hưu. Dạ. Không, ví dụ như bây giờ ở đây là một cái nơi để cho các cha tụ về hưu, là đây là nguyên tỉnh An Giang mình, ví dụ vậy. Dạ. Thì đó là cha nào chết là cứ chôn ở đó. Ừ. Chứ không có nhất thiết là phải là về nhà, tại vì có đất thánh riêng. Đúng. Giống như là quy định trong đạo. Trừ ra mà giống như là người nhà có yêu cầu hay là cái gì đó thì mới đem được về nhà thôi, nhưng mà mình thấy nó hiếm lắm. Đúng rồi. Hiếm lắm. Ví dụ nói chung bây giờ là giống như là bây giờ con mình gả đi rồi thì thuộc về người ta vậy đó. Dạ. Nói tóm tắt lại là vậy đó. Mà em nghe những người lớn kể hồi xưa là khi mà giặc tới là cha nhất quyết là không bỏ Tất Xạy. Thì nên là có thể là an táng tại đó thì chắc chắc cũng mãn nguyện theo ý cha. Đúng rồi, tại vì giống như là cha là một cha của một họ đạo. Dạ. Thì tất nhiên là sao mà bỏ con của mình được. Dạ. Nói vậy đó, thì cũng giống như là làm cha làm mẹ, thì mình làm cha làm mẹ. Ủa, dạ. Con của mình thà mình chết mình ở đó mình chịu thôi, mình bảo vệ con mình vậy đó. Như mọi lần mỗi năm viếng cha thì ở Tất Xạy Đông, nhưng mà em chưa biết trên này như thế nào, để tới tháng 3 lên đây thử một lần coi sao. Dạ. Đông lắm. Tại đây vẫn đông hả chị? Đúng, tại đây vẫn đông. Để là đức cha rồi các cha đồ này kia, nói chung là đông lắm. Chị có xuống Tất Xạy thường không? Không, hồi lần thì mình đi thường, giờ mình không ít có đi lắm. Ừ. Nhưng mà cũng có đi ha? Cũng có đi. Mà ở đây thì nói chung là lễ ở đây thì đi ở đây thì cũng được. Nhưng mà nhiều khi ví dụ như mình có khấn hứa cái gì thì mình mới đi, chứ mình tạ ơn thôi. Dạ. Yeah. Nói vậy đó. Đi. Có nghe ông cầu nguyện gì không? Không. Ủa mà nằm mơ thấy cha. À. Mà nằm mơ kiểu gì mà phải tới đây rồi vòng về Cầu Phước, rồi vòng về nhà thờ dưới, vòng về tới Tất Xạy. Ổng còn đi, ổng nói là ổng đi xuống tới khúc tréo luôn đó. Khúc tréo xong là ổng mới về Tất Xạy đó. Ừ. Chắc là nằm mơ cha về cha cho gì đó, hoặc là hay, dẫn dắt gì đó thì mới tự nhiên. Hay là báo một cái gì đó đối với họ là quan trọng đó, nên họ mới dày công mà đi một vòng lớn vậy. Cũng có thể là báo, hoặc là không thì tự nhiên thấy thì người ta cũng cứ đi vậy thôi. Người ta đi người ta viếng. Thì em không biết. Chứ thật ra nếu như mà đối với mình ha, đối với bản thân mình đó, ví dụ như cho cha cho thấy thì có thể là mình cúng tạ ơn cha chỗ nào đó thôi là đủ. Tại sao phải đi giáp vòng vậy? Bữa đó ổng là mình không có nói chuyện với ông ta, không nói chuyện với ổng, nhưng mà mình đứng nói chuyện với ông tài xế ở đây. Đi có hai ông mà đi chiếc xe bảy chỗ mà hai ông tài xế với ổng. Mình thấy ông vô lúp xúp.
cái mình cũng đem đồ lạ lên cho ổng ấy, mình tưởng đâu ấy cái ổng hỏi chứ, mình chỉ hỏi ổng thôi, hỏi anh ở đâu, cái ổng nói tôi ở Vũng Tàu. Là ổng tài xế hả? Không, ổng. Ổng không? Ổng ở Vũng Tàu mà chắc cũng tài xế cũng ở. Chắc cũng ở đó. Chắc ở cũng chung, cùng chung đó. Thì mới đi chung. Ừ. Ổng có kể gì hết. Ổng có kể. Mà tài xế kể. Ông tài xế anh kể, ổng nói chứ ổng ổng hỏi đường mình đi đi đường nào, đi xuống tắc sậy cho nó gần. Dạ. Yeah. Cái mình mới nói bây giờ anh đi qua bên đi xuống Kinh Hòa Hội, anh đi qua Bến Phà An Hòa. Yeah. Anh chạy xuống thì nó gần hơn. Dạ. Yeah. Chứ đi đường đây thì nó xa. Dạ. Yeah. Rồi cái ổng mới cái ổng mới đầu cái ổng mới nói vậy đó, ổng nói là ở hồi hôm ông này nè, ổng nằm mơ ổng thấy cha gì đó. Rồi ông bắt tôi chở ông từ hồi thức hồi khuya, là từ 2 giờ khuya đi tới bây giờ. Nó ông nói trời tôi mệt muốn chết. Là ông tài xế ông nói vậy đó. Ở thức hồi 2 giờ khuya tới giờ. Rồi cái mình mới hỏi ủa anh ở đâu mà thức 2 giờ khuya, ông nói ông ở Vũng Tàu. Đó, ông kể vậy thôi. Rồi ông kia cầu nguyện xong rồi hai ông lên xe đi. Nằm mơ cha thúc giục đi. Chắc không biết cái gì thì mình không có biết, nhưng mà ông mình hỏi ông nói chứ khiến cho một người có thể từ Vũng Tàu đánh một vòng lớn như vậy á, nó phải là một cái gì đó quan trọng lắm với họ. Chứ không phải đùa. Mình cũng không có hỏi, cũng không có tiện hỏi nữa, cái gì của người ta mình đâu có hỏi mình chứ. Chứ theo như em nghĩ bình thường á, cái điều mà nó khiến mình dữ lắm nó mới khiến mình hoang mang thôi. Chứ không phải như không mà mình đi khủng khiếp gì đâu. Ví dụ như tạ ơn Phật, ở nhà cũng Phật cũng được nữa. Rồi hay là kiếm chùa nào có Phật là được. Hay là chạy xuống tắc sậy là xong, quốc lộ 1A cho nhanh. Tại sao mới qua tới đây? Qua đây xong lại qua bên kia xong tới mới về tắc sậy. Là giống như đến cái nơi sinh xong rồi tới nơi trên cấp cha mẹ xong. Ở đây mà đi về tắc sậy thì chỉ có đường Long Xuyên về dưới thôi. Đúng rồi. Thì ổng nói không, mình độ là chắc ổng đi Vũng Tàu, ổng đi đường này quá. Dạ. Chắc đi đường này. Nghĩa là ổng đi đường Vàm Cống về đây nè. Đúng rồi. Dạ. Còn cái ổng hỏi là cái đường nào mà đi xuống đi qua tắc sậy. Đã nghe từ đây đi qua đó đó. Đây là nhà thờ giáo xứ Cồn Phước, một ngôi nhà thờ cũng đã tồn tại thật sự lâu đời, có tuổi đời rất cao. Đặc biệt đây là nơi đất thánh, là chôn cất cũng như là an táng thân phụ và thân mẫu của cha Francisco Trương Bụ Diệp, theo lời chia sẻ của chị gái, là con cháu đời sau là trải qua mấy đời rồi, là trông coi ngôi nhà mà cha Diệp sinh ra mà chúng ta vừa tiếp xúc. Theo như lời chị kể thì nhà thờ này đã được đập cũ và xây mới lại 100% hoàn toàn. Quang cảnh nơi đây khá là rộng, nhưng những ánh mắt mà đầu tiên mình nhìn vào thì cũng chưa hề thấy một khu mộ nào nằm ở đây. Có lẽ cũng sẽ nằm xung quanh đây thôi, nhưng do vấn đề là quá rộng lớn nên mình chưa thể nhìn thấy được ngay lúc này. Bởi vì đây là phía trước của khuôn viên nhà thờ, bên kia có một bức tượng của cha Diệp cầm thánh giá và một quyển kinh thánh thật sự rất uy nghiêm. Sở dĩ đây là nơi đầu tiên, cái nơi mà lần đầu cha đã bước vào công giáo để bước vào học đạo vào những ngày đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem mộ của thân phụ, thân mẫu, tức là theo cách gọi miền Tây là cha và mẹ của cha Francisco Trương Bụ Diệp ở đâu, để chúng ta cùng nhau kính viếng. Bây giờ mình sẽ đi theo chân của một chú ở đây để vào trong là viếng thăm mộ của thân phụ thân mẫu của cha Francisco Trương Bụ Diệp. Ở cậu cho con hỏi vấn đề là cái Phêrô rồi
như cha Trưng Vũ Bổ Nghiệp là Francisco, là những cái tên thánh khác nhau. Khác nhau, mỗi người một cái tên khác nhau, có thể trùng, ví dụ như Phi-rô. Dạ. Thì người này chọn Phi-rô, người dạ. khác thì Phi-rô rất hơi gia trùng. Dạ. Chứ không phải là cũng ai hết, chứ rất là nhiều Phi-rô, Gia-an, Phi-líp-phê, Gia-cô-bê. Là những người ví dụ như là thuộc cái ở giáo phận nhà thờ này, thì sau khi tử đạo là sẽ an táng tại nhà thờ, là tại đất thánh hay sao cậu? Đúng rồi, cái vấn đề mà những người mà chết vì tử đạo như mà cha Francisco đây á, yeah. ngài chết ở dưới thì là an táng ở dưới. Còn như chẳng hạn như cha mẹ ngài ở đây thì chết thì ta chôn ở đây. Nghĩa là người nào chết ở xứ nào thì chôn ở đó. Yeah. Như cha Diệp ở Tắc Xạy là sẽ an táng ở Tắc Xạy. Đúng rồi. Yeah. Trương Văn Đặng. Trương Văn Đặng là cha. Nguyễn Thị Thanh là mẹ. Là chung một mộ. Chung một mộ. Dạ. Cái đó là hồi đó chứ bị chung một mộ. Xưa quá rồi mình không biết này, có lẽ là lấy cốt, có lẽ là gom lại ha. Gom lại thành ra mấy một mộ. Chứ hồi xưa chắc cũng hai ha. Chắc lâu rồi quá mình không gặp. Chết đâu phải chết một lượt đâu mà. Dạ. Thí dụ chết một lượt cũng mình là hai mộ chứ không phải dạ. là một mộ đâu. Dạ. Dạ. Ở đó là hai đó dạ. chẳng hạn như đó là tới mấy người, bốn người đó. Dạ. Bốn người luôn. Người đó. Đúng đó, rồi. Nhìn được ngay hai cái hình dạ. có hình rồi hai người hai bên nữa. Dạ. Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Bê, Võ Thị Huyền. Gom lại cho gọn ha. Ừ, đó để ta làm gọn lại. Có đó có thể là người ta lấy cốt của cái người xưa. Người xưa ở chỗ chết của chỗ nào đó. Mà chôn hồi xưa là toàn đất không à, chứ đâu có rằng mã đá như vậy. Nó thành thử ra cái khi nào mà con cháu tới để con cháu chết cái làm mộ này, cái mới lấy cốt của đó mới để chung luôn. Nên mới thành ra tới bốn người. Với lại mà cha mẹ của cha Diệp là dường như là mất cái thời gian khác nhau nên đâu thể nào mà cùng nhau được. Đâu có cháu trùng nhau được. Chắc sau này gom lại cho gọn. Bởi vì cái này cũng xưa rồi, lớn lắm rồi, mình còn nhỏ mà. Dạ. Yeah. Ra mình đâu có biết được cái này là qua mấy đời rồi cậu? Mấy đời rồi. Đó, chẳng hạn 1802, còn mình 1996 thì nó quá thời lâu dạ, rồi. Dạ, quá lâu rồi. Đó, bây giờ là một sinh năm 1802 mà bây giờ 2023 rồi, ừ, đó. 24 rồi. Thì là hơn 220 mấy năm rồi. 222 năm. Vì là cái người mẹ chết trước lâu 102 ha, 1802 còn người cha thì không. Sinh năm đó là ngày sinh. Cái năm từ trần là 904. 1904 còn người cha thì 1935. Vậy là sau đi là người mẹ mất năm. Người mẹ mất trước. Mất trước. Mẹ mất trước ba mấy năm? Ừ, 34 năm. Dạ. Yeah. Đối với người Công giáo, cuộc sống trên thế gian này là một cái đời tạm thôi. Chứ không phải cái điển cũ, bị gì giàu rồi cũng chết, nghèo cũng chết. Nhưng mà sau khi chết rồi mà sống làm sao đi nữa rồi sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi. Đó mới gọi là cái thay đổi cuộc sống là vậy đó. Sống hạnh phúc mãi mãi là vậy. Không còn bây giờ giống như không phải bên Phật giáo đâu. Có nghĩa là giáo sau này chết rồi đầu thai. À, sống tốt thì đầu thai thành người, không tốt thì thành con vật này kia để rồi có kêu luân hồi đó. Còn bên Công giáo không có. Là không có luân hồi. Không có luân hồi. Qua đời sau là sự khả nếu mà sống tốt, sung sướng, sung sướng mãi mãi không còn đau khổ mùa chết. Dạ. Là mãi mãi bên Chúa. Ờ nó mãi mãi bên Chúa. Dạ. Không tốt thì bị mình có nghĩa là mình sống không tốt, không theo Chúa thì mình tách đời ra khỏi cái đời sống này thì mình sẽ sống trong đau khổ. Sẽ sống khổ đầu đời đời kiếp kiếp. Không còn cơ hội bởi vì còn sống ngày nào trên gian này thì mình cố gắng sống tốt. Để khi chết rồi ra trước tòa Chúa, tòa cái xác Chúa rồi không còn cơ hội để sống nữa. Nó không có cơ hội. Thế nên là muốn lần phải đi đọc có sinh tội như vậy. Xin tội không phải ngày thứ bảy không đâu, ngày nào cũng có thể xin tội. Thí dụ như mình làm sai gì tội nặng là mình cố gắng đến xin tội. Xin tội để nói lên cái lòng sám hối, ăn năn mình đã làm buồn lòng Chúa, mất lòng Chúa. Đấng đã yêu thương mình mà mình làm sai, giống như cha mẹ vậy đó. Cha mình thương mình quá trời thương, biểu mình làm điều tốt mà mình làm điều sai làm cha mẹ buồn. Thì mình cái bên lực đơn công giáo là mình phải đến xin tội. Xin tội qua có một đi linh mục đó là đến đại diện Chúa, đến xin tội đó là để là xin lỗi Chúa, để mà được Chúa thứ tha, xin lỗi cái tội gì, tội lớn, tội nhiều cách mấy, nếu sám hối ăn năn, sửa chữa, hoán cải thì Chúa sẽ tha hết rồi. Còn cái ý nghĩa là nếu như mà mình muốn hết đau khổ thì chỉ có thể là mãi mãi ở bên Chúa. Đúng rồi. Là mới nói hết đau khổ, đúng còn rồi. Tách rời Chúa là sẽ khổ đau. Đúng rồi đó. Dạ. Không phải là Chúa phạt mình đâu, mà tự mình tách rời ra dạ. Chúa là mình phải chịu khổ thôi. Dạ. Chúa rất là yêu thương. Ở trong vòng tay Chúa là sẽ được bình an. Nói là vậy, ý nghĩa là vậy. Chứ gì nhiều khi dùng cái từ sai nó rồi Chúa phạt này kia, Chúa không có phạt mình. Dạ. Chúa cho mình chọn lựa.
có nghĩa là chọn theo Chúa thì Chúa sẽ cho sống hạnh phúc, còn mình không theo Chúa thì tự một sống tự sống một mình thì mình khổ. Dạ. Chứ sử dụng cái từ phạt là không có đúng. Chúa không phạt. Chúa, không có phạt ai. Chúa chỉ yêu thương thôi. Chúa thương yêu những người tội lỗi, cho dù họ tội có lớn có gì cái mấy, chỉ cần sám hối ăn năn Chúa sẽ tha ngay. Dạ. Sẽ tha thứ ngay, đòi hỏi là phải sám hối sửa chữa. Không có phạt. Không có phạt là tại vì mình tự tách rồi. Dạ. Bởi vì Chúa tại sao với quyền năng của Chúa thể cho mình tốt là mình tốt à? Dạ. Chứ đâu cần phải mà tự mình ấy đâu. Bây giờ ví dụ giờ đó mình muốn theo Chúa thì sống theo Chúa thì mình sẽ được phước, còn mình không theo Chúa là Chúa để cho mình cái quyền tự do đó. Giờ nhưng, mình muốn theo Chúa nhưng mà mình khổ là việc của mình, tại vì mình chọn là đúng rồi, tại mình chọn thôi. Dạ. Yeah. Tại mình không theo Chúa là mình khổ. Dạ. Yeah. Chứ Chúa không có phạt, đó là vì Chúa để cho mình quyền tự do. Chúa tạo dựng nên con người nhưng Chúa để cho mình tự do chọn lựa Chúa hay là không chọn lựa, thật sự ra mình sướng khổ là do mình đó. Dạ. Yeah. Ý nghĩa sâu xa. Đúng rồi. Với thành thử đó với người Công giáo, cái chết đó là cái giống dùng cái từ là ngày sinh nhật của mình bước. Yeah. Vào để sống mới. Yeah. Để sống hạnh phúc trước, nhưng mà đòi hỏi như đã nói đó là phải sống tốt, là sống hạnh phúc bên Chúa đó. Nên mới gọi là được Chúa thương gọi về bên Chúa đó. Dạ con hiểu rồi. Đây là mộ của bà Lucia Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1862, tự đạo năm 1904, là thân mẫu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Còn thân phụ của cha Francisco Trương Bửu Diệp đó chính là ông Mikael Trương Văn Đặng, là sinh năm 1860, từ trần năm 1935. Thì ông đã mất sau bà là 33 năm, là 31 năm. Tại vì 1904 là bà đã mất rồi, 1935 thì ông ấy mất. Thì đây là sau này là lấy cốt rồi gom chung lại thành một nấm mồ chung. Thì tại đây, đây là cây thánh giá thời xưa trước khi làm mộ. Còn ngày nay là thánh giá là giống như một chữ thập. Thì sau khi viếng thăm là nhà xưa của cha Diệp thì ở đây là trong cái khuôn viên đất thánh của nhà thờ giáo xứ Cồn Phước, là để chúng ta nhìn lại là thăm lại ngôi mộ mà có thể chúng ta chưa biết là thân phụ và thân mẫu của cha Trương Bửu Diệp là được an táng tại đây, là nhà thờ giáo xứ Cồn Phước tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì kính chúc quý vị sức khỏe, đã xem kênh rất nhiều, là rất cảm ơn những các tín đồ Công giáo đã xem video của Đây Đó Cà Mau ngày hôm nay. Em cũng chúc quý ngài và chúc quý vị là được Chúa thương, rồi Chúa chở che, tình thương bao la của Chúa. Amen.